Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 7 ngày mùng 10 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày mùng 10 tháng 8 năm 2024 tức ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngày Bính Ngọ, trực khai tốt mọi việc, trừ động thổ an táng. Tuổi xung ngày Mậu Tý, Canh Tý, tuổi hợp trong ngày, ngày Ngọ, Lục hợp Mùi, Tam hợp Dần và Tuất thành hòa cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành sẽ là hướng Tây Nam và hướng Đông. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi được Thần Tài bàn lộc trong ngày thứ 7 này sẽ là các tuổi Tuất, tuổi Mùi và tuổi Thân. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng Lịch Ngày Tốt xem tử vi ngày mùng 10 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, tương xung nhập mệnh, người tuổi Tý sẽ có một ngày nhiều khó khăn. Bạn sẽ buộc phải thay đổi dự tính về công việc cũng như các kế hoạch đã đặt ra từ trước, nếu không sẽ chỉ tốn công tốn sức, mất nhiều thời gian mà không đạt được kết quả nào. Ngày nay người tuổi Tý cũng nên thận trọng, đặc biệt là với chuyện tiền bạc. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm chạp chưa đến. Bạn không nên đầu tư tài chính trong ngày hôm nay, tránh dẫn đến thua lỗ, mất mát, nên dành thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm và chờ thời. Tình cảm giữa bạn và đối phương cũng có nhiều điểm khác biệt, khúc mắc thường xảy ra là vì vậy. Do đó, hãy học cách lắng nghe để thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Đừng lúc nào cũng bắt người ấy phải chiều theo ý của bạn, cần phải có sự tôn trọng với đối phương hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, buộc phải thay đổi dự tính về công việc và các kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, có thể mất nhiều thời gian mà không đạt được kết quả nào. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, sự mong cầu về tài lộc còn chậm chạp chưa đến. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, không nên đầu tư tài chính, tránh dẫn đến thua lỗ. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, đôi lứa nên học cách lắng nghe để thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, tuổi Sửu khó gặt hái được thành quả như mong đợi vì gặp phải ngày tương hại. Mặc dù con giáp này có nhiều tham vọng, mục tiêu, nhưng đến khi thực hiện lại gặp quá nhiều trở ngại, khó có thể đạt được tâm nguyện của mình. Về mặt tài lộc, bạn cảm thấy may mắn khi không vội đưa ra một quyết định liên quan tới tiền bạc sai lầm, có thể dẫn tới hậu quả mà bạn sẽ phải hối hận. Bù lại, hỏa sinh thổ lại báo hiệu người tuổi này nếu còn độc thân đang gặp được những chuyện đáng mừng trên con đường tình duyên. Đào hoa nở rộ, chỉ cần bản mệnh để tâm một chút là hoàn toàn có thể tìm được một nửa cho mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, vận khí ảm đạm, khó gặt hái được thành quả như mong đợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, có nhiều tham vọng nhưng khi thực hiện lại gặp trở ngại. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, trở nên vội đưa ra một quyết định liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, người độc thân gặp được những cơ hội tình duyên đáng mừng. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, đào hoa nở rộ, nhân duyên ngay bên cạnh. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Dậu, Tỵ. Tử vi tuổi Dần, tam hợp cục xuất hiện đem theo nhiều may mắn cho người tuổi Dần. Được quý nhân phù trợ, con giáp này càng thể hiện sự nghiêm túc với công việc mà mình theo đuổi thì sẽ càng trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn. Với những lợi thế đang có, bạn hoàn toàn có thể mạnh dạn triển khai những kế hoạch lớn lao, vận khí đã ủng hộ bạn thì hãy mạnh mẽ tiến về phía trước. Dù vậy, bản mệnh lúc này cũng không nên tự mãn quá, những khó khăn phía trước còn rất nhiều và cần tập trung để tránh đi lạc hướng. Mộc sinh hỏa nên chuyện tình cảm của người tuổi này cũng rất tốt đẹp, vận đào hoa nở rộ giúp cho người độc thân có thể tìm thấy một nửa của mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên giữ thái độ chậm và chắc trong các mối quan hệ tiềm năng. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng sẽ gặp may mắn. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, càng thể hiện sự nghiêm túc với công việc thì sẽ càng thêm bản lĩnh. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, có thể mạnh dạn triển khai những kế hoạch lớn lao hơn. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, không nên tự mãn, vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, tình cảm tốt đẹp, nhiều vận đào hoa nở rộ. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão, ngày Ngọ Mão tương phá, người tuổi Mão cảm thấy không hài lòng với những gì bản thân đang làm và đang có. Bạn có xu hướng luôn so sánh mình với những người khác, điều đó sẽ chỉ khiến cho bạn tự ti hơn về bản thân. Thay vì cứ nhìn người khác và tự trách mình thì bạn nên học cách hài lòng với hiện tại. Chỉ cần so bạn với hôm qua, hôm nay hay ngày mai là bạn có thể tự mình có cách thay đổi tốt hơn, trưởng thành hơn qua mỗi ngày. Vận trình tình cảm về cơ bản là khá ổn định, thế nhưng cũng có lúc bạn mệnh cảm thấy mối quan hệ của mình và nửa kia không được mặn mà như các cặp đôi khác. Thực ra vấn đề nằm ở chính suy nghĩ của bạn. Còn giáp này, hãy học cách sống cởi mở hơn, đừng tự gây áp lực cho chính mình. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, không hài lòng với những gì bản thân đang làm và đang có. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, đừng lúc nào cũng so sánh mình với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nên học cách hài lòng với hiện tại, trân trọng những gì mình làm được. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, chuyện tình cảm ổn định nhưng vẫn nên chăm chút. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, hãy sống cởi mở hơn, đừng tự gây áp lực cho chính mình. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hàng ngày, thực thân che chở, người tuổi Thìn dễ gặp may mắn về tài chính, tiền bạc rủng rỉnh, nhờ đó bạn có thể chi tiêu thoải mái. Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hôm nay tài lộc sẽ tìm đến với bạn, không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong thời gian tới. Trong công việc, người tuổi này cũng có sự hỗ trợ của quý nhân nên tiến triển vô cùng thuận lợi. Đó có thể là người ở ngay cạnh giúp cho bạn mệnh khắc phục được những khó khăn, đồng thời đưa ra được những định hướng phát triển cho tương lai. Đường tình duyên của con giáp này cũng vô cùng hài hòa và êm đẹp. Bạn mệnh biết cách làm hài hòa các mối quan hệ để mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Thời gian này, người độc thân sẽ gặp được đối tượng khiến cho mình cảm thấy rung động và muốn tìm hiểu để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, dễ gặp may mắn về tài chính, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong thời gian tới. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, công việc có sự hỗ trợ của quý nhân nên tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, quý nhân giúp đưa ra những định hướng phát triển cho tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đường tình duyên trong ngày vô cùng hài hòa và êm đẹp. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Tỵ Kim sẽ đem tới cho người tuổi Tỵ nhiều điều tốt đẹp trên con đường công danh sự nghiệp. Chính những nỗ lực chăm chỉ, cần cù đã giúp cho bản mệnh nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, dù tuổi Tỵ là người thông minh và nhanh nhẹn, song vẫn cần phải cẩn thận trong việc xử lý các tiểu tiết nên muốn đạt được thành tích xuất sắc. Đôi khi, bạn vẫn còn chủ quan, sai sót có thể xảy ra, từ đó mà kéo theo nhiều hệ lụy. Về chuyện tình cảm, khó cặp đôi nào giữ được tình yêu trước sau như một khi ở bên nhau càng lâu. Vì thế, bạn cũng đừng quá lo lắng. Chia sẻ nhiều hơn với người ấy cũng sẽ giúp cho bạn giảm bớt được phần nào mệt mỏi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, gặp nhiều điều tốt đẹp trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, cứ nỗ lực chăm chỉ, cần cù thì sẽ dễ thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, cần phải cẩn thận trong việc xử lý các tiểu tiết. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên chia sẻ nhiều hơn với người ấy để tình cảm thêm bền chặt. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, cam, đỏ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, ngọ tự hình sẽ gây nên một số khó khăn nhất định cho người tuổi Ngọ trong hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ đưa ra những quyết định khá sốc nổi, bạn cũng đừng vội vàng đổ lỗi cho người khác vì hành động của mình. Phương diện tài lộc cũng dễ bị cản trở, bạn có thể sẽ không nhận được khoản tiền như mong muốn của bản thân dù bỏ ra nhiều công sức. Chính điều này khiến cho người tuổi Ngọ khá nóng nảy và khó chấp nhận, dù nguyên nhân có thể đến từ việc bạn đã tính toán sai lầm. Cục diện tử vi trong hôm nay còn có thể sẽ gây ra những bất lợi trong chuyện tình cảm của bạn và người ấy. Còn giáp này có nhiều nỗi lo thường trực, chuyện tình cảm cũng nằm trong số đó. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, gặp nhiều khó khăn, có thể đưa ra những quyết định sốc nổi. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy có thể xảy ra các cuộc tranh cãi và rạn nứt với người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, đừng vội vàng đổ lỗi cho người khác vì hành động của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tài lộc dễ bị cản trở, bao nhiêu công sức nhưng kết quả không như ý. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, chuyện tình cảm lứa đôi gặp nhiều bất lợi, nhiều nỗi lo lắng. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương, tím, hồng, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Tử vi tuổi Mùi, với sự hỗ trợ từ lục hợp, người tuổi Mùi gặp nhiều thuận lợi trong các kế hoạch hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh trong hôm nay. Đường tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không cần phải lo lắng nhiều. Những quyết định của người tuổi Mùi trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Bản mệnh cứ chăm chỉ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình thì sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. Mọi việc đều vô cùng trôi chảy. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Đôi lứa luôn tâm sự với nhau cho dù việc lớn hay nhỏ. Cả hai càng lúc sẽ càng thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, gặp nhiều thuận lợi trong các kế hoạch, hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, đường tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, những quyết định trong thời gian qua đều đang đi đúng hướng. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Thân, người tuổi Thân có được sự sáng suốt và tỉnh táo, trong ngày có thiên tài độ mệnh, nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Các thần chủ về tiền bạc này sẽ giúp cho bạn tiếp cận được với những đối tác đáng tin cậy, có tiềm năng. Về phương diện công việc, người đời này cũng nhận được sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp nên làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Cách đối nhân xử thế khéo léo giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, có lợi cho cả việc công lẫn việc tư. Tuy nhiên, đây lại là ngày ngũ hành xung khắc nên sẽ gây ra một vài rắc rối trong vận trình tình cảm của người tuổi này. Bản mệnh và người ấy dễ phát sinh tranh cãi. Nguyên nhân chính cũng bởi cả hai đang quá bận rộn nên ít dành thời gian cho nhau, dẫn đến khoảng cách cứ mãi lớn dần. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy có được sự sáng suốt và tỉnh táo trong mọi việc. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, tiếp cận được với những đối tác kinh doanh đáng tin cậy. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, có thể nhận được sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, biết cách đối nhân xử thế khéo léo và hợp lòng người. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, chuyện tình cảm có khúc mắc, đôi lứa xảy ra tranh cãi. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương, ảnh kim, bạc, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý. Tử vi tuổi Dậu, ngày Ngọ Dậu tương hình, người tuổi Dậu được dự báo là khá vất vả trong ngày thứ bảy này. Bản mệnh phải mất nhiều thời gian để giải quyết những sự vụ mà kẻ tiểu nhân gây ra. Tài lộc vẫn có thể về tay nếu như bản mệnh biết chủ động nắm bắt thời cơ. Bạn cũng đừng quá e ngại trước những rủi ro có thể gặp phải, bởi không có con đường nào chỉ toàn hoa hồng. Bạn cần biết cách thông minh để hạn chế rủi ro thấp nhất. Đường tình duyên của người tuổi này cũng không mấy vui vẻ, vì người ấy dễ trút giận, bực tức lên con giáp này, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, mất nhiều thời gian để giải quyết hậu quả do tiểu nhân gây ra. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét bởi năng lực làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, tài lộc vẫn có thể về tay nếu biết chủ động nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, cần biết cách thông minh để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nên dành thêm thời gian cho người thân trong gia đình. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương, xám, trắng, quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, tam hợp xuất hiện cho thấy hôm nay sẽ là một ngày hòa nhã, ổn thỏa từ công việc cho đến tài lộc của người tuổi Tuất. Bạn có thể còn được quý nhân giúp đỡ khiến cho mọi việc suôn sẻ hơn. Tinh thần lên cao cũng giúp bạn làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết và cẩn thận hơn. Vận tài lộc của con giáp này đang hành thông vô cùng, thích hợp để bàn bạc, gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn. Ngày nay còn có thêm ngũ hành tương sinh ủng hộ, con giáp này nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình từ nửa kia. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với đối phương. Hai người cùng trao đổi thì sẽ có cách nhìn toàn diện và tìm ra hướng giải quyết hiệu quả hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa, không gặp phải bất lợi gì, còn được quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, tinh thần lên cao, làm việc chăm chỉ và nhiệt huyết. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, vận tài lộc thuận lợi, thích hợp để bàn bạc, gặp gỡ khách hàng. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình từ nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, có thể trao đổi khó khăn với nửa kia để cùng nhau giải quyết. Con số may mắn 5, 0, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, thiên quan tác động, điềm báo tử vi cho thấy người tuổi Hợi sẽ phải trải qua một ngày không mấy bình yên. Con giáp này dễ phải đối mặt với tiểu nhân hoặc là vướng phải những chuyện thị phi. Kế hoạch kiếm tiền của bạn cũng có thể đi sai hướng chỉ vì bản thân quá chủ quan. Dự báo sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh, con giáp này chưa suy nghĩ kỹ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí còn khá liều lĩnh liên quan đến tiền bạc. Không những vậy, người tuổi Hợi còn gặp nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm. Sở thích thiếu hòa hợp dẫn đến những tranh cãi giữa các cặp đôi. Người độc thân cũng cần giảm bớt những tiêu chuẩn của mình xuống và hãy lắng nghe những điều trái tim mách bảo thì tốt hơn. Tử vi tuổi Ất, Hợi, Hòa, phải đối mặt với tiểu nhân hoặc vướng phải chuyện thị phi. Tử vi tuổi Đinh, Hợi, Thổ, có thể bị hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Tử vi tuổi Kỷ, Hợi, Mộc, kế hoạch kiếm tiền đi sai hướng vì quá chủ quan. Tử vi tuổi Tân, Hợi, Kim, cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý, Hợi, Thủy, đôi lứa gặp nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dần, Mão. Đánh giá tử vi thứ 7 ngày mùng 10 tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là các tuổi Dần, tuổi Thìn hay tuổi Mùi. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất? Đó có thể là con giáp tuổi Mão, con giáp tuổi Dậu hay con giáp tuổi Tý. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch Ngày Tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!